Đọc đọc bản dịch mới này. Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán. Vậy Chúa cứu thế đã sinh một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì, không phải để gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài. Cảm ơn Chúa. Thì chia sẻ cho anh em về cái câu kinh thánh này. Thực ra khi anh em đọc lên thì anh em có chắc chắn em hiểu được ngay. Thì hai câu này nó là một cái từ ngữ, nó không có nghĩa bóng, nó có một nghĩa cực kỳ rõ ràng. Ý thứ nhất của nó nói nên là theo như đã định cho loài người phải chết một lần. Ở đây ấy, câu kinh thánh này nói nên một cái chân lý thôi, ai sinh ra rồi sau này cũng chết. Nhưng mà cái vấn đề là sau khi chết chúng ta không để lại một cái lấm mồ, đúng không ạ? Mà cái vấn đề đây được viết ra là theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Đây là điều đáng sợ. Điều đáng sợ sau cái chết là bị đoán xét. Đây là điều đáng sợ nhất. Tất cả chúng ta đều sẽ sau này đều sẽ chết. Nhưng mà nhiều người người ta có cái niềm tin rằng ấy, là chết là hết. Và những người là tin chết là hết ấy, thì mình không thể nào nói về thần linh họ được. Bởi vì họ không tin vào thần linh. Họ chỉ tin vào thế giới mà đôi mắt họ có thể nhìn thấy. Cho nên là họ không tin vào thần linh. Nên nói về sự phán xét về đời sau thì là không thể giải thích cho họ được. Thì nếu như một người gian ác và một người đạo đức, hai người này sống cùng nhau, một người làm những việc ác cả cuộc đời rồi, nhưng một người thì cố gắng sống đạo, cố gắng làm những việc tốt, và theo như đã định, theo như quy luật của cuộc sống là hai người sẽ phải chết. Nhưng mà một người gian ác chết đi và một người thiện cũng chết đi, thì vấn đề không phải là hai nấm mồ đâu, mà vấn đề là cái chết này nó sẽ không công bằng. Nó không công bằng ở chỗ là nếu như tôi sống gian ác mà tôi cũng chết bình yên giống như một người sống lương thiện, thì chắc chắn phải có điều gì đó sai. Không thể nào một người cả đời đi trộm cướp hay là làm những việc xấu xa, nhưng tôi không kể nữa, nhưng tức là làm những việc rất xấu xa và trái với lương tâm đạo đức, và đến khi chết đi lại cũng có một kết quả giống hệt như một người sống đạo đức, thì đó là một điều phi lý và không ai tin vào điều này. Nhưng mà có rất nhiều người ta vẫn cố tình phản biện cho đến cuối cùng là không có thần linh, họ chỉ tin vào đôi mắt thật. Nhưng thật ra tất cả con người đều đi tìm thần để thờ, và ai cũng trông đợi và tìm kiếm một thần để thờ, để làm gì đó, để gọi là lấy lại một cái gì đó nó công bằng hơn, cảm thấy muốn cứu cái lương tâm của mình, cảm thấy cái việc nào mà mình nó xấu xa, nó có gì đó không tốt, và mình muốn có một cái gì đó để cân bằng cái lương tâm bên trong mình. Nhưng mà khi nói về Chúa thì họ không tin. Thì nói nhắc lại cái điều này là để nhắc nhở mỗi chúng ta, mỗi chúng ta đọc muốn chia sẻ. Thật ra thì người Mỹ người ta có câu rác rưởi nó cũng có sứ mệnh của nó. Rác rưởi giống là đồ bỏ đi, nhưng nó cũng có một mục đích khi nó tồn tại. Và thật ra chúng ta con người chúng ta vĩ đại hơn rất nhiều, chúng ta vĩ đại và cao trọng hơn tất cả mọi loài vật ở trên đất này. Nhưng mà điều mà chúng ta thường không có là chúng ta không biết mình sinh ra để làm gì. Chúng ta chỉ biết sinh ra để rồi một ngày đó chết đi. Và Lộc rất sợ cái cảm giác này. Đây là cảm giác mà Lộc sợ nhất, là tất cả chúng ta sinh ra để chết đi. Tất cả phải khi Lộc lớn lên trưởng thành thì mẹ Lộc chỉ nói là bây giờ ai cũng như ai thôi. Thứ nhất là phải kiếm tiền. Kiếm được tiền rồi thì để tiền đấy xây nhà xây cửa, xong rồi lấy vợ xong rồi sinh con cái, nuôi dạy con cái, rồi sau này về với ông bà tổ tiên. Và đó là một cái vòng đời của bất cứ một con người nào. Con người nào may mắn hơn thì họ có gặt được những nhiều thành công cuộc sống hơn, họ có một cuộc đời nó vui tươi hơn. Còn những người bình thường chúng ta thì đều trải qua một cái số phận như nhau. Và Lộc sợ cái cảm giác này đến vô cùng luôn. Cảm giác này đến vô cùng, bởi vì chúng ta sinh ra không có một cái mục đích nào khác ngoài kiếm tiền. 80% cuộc đời chúng ta chỉ dành để kiếm tiền.
kiếm tiền nuôi bản sống mình, lấy vợ rồi nuôi vợ, rồi nuôi con, kiếm tiền thôi. Cả cuộc đời ta không biết mục đích cuối cùng của mình sinh ra để làm gì. Và khi Lộc đọc cái câu kinh thánh này, Lộc rất là giật mình, là chúng ta sinh ra là để chết. Thật ra là như thế, thật ra là chúng ta sinh ra là để chết, nhưng vấn đề là sau khi chết vẫn còn một sự đoán xét. Và trong cuộc đời không ai có thể tránh khỏi được tội lỗi. Và có một loại tội lỗi lớn nhất mà ta không biết, tội lỗi đó là chúng ta sống sai sứ mệnh của mình, sống sai cái mục đích mà chúng ta được tạo ra. Đó là tội lỗi kinh khủng nhất. Đó là tội lỗi kinh khủng nhất. Thì đây là một lúc muốn nói sâu hơn để cho anh em hiểu. Nếu như anh có niềm tin vào Chúa thì anh em sẽ tin rằng Chúa là đấng tạo nên chúng ta, Chúa là Thượng Đế, Chúa là đấng đã lắn lên loài người trong bụng mẹ. Chính Ngài biết chúng ta, Ngài biết từng cọng tóc trên đầu chúng ta bao nhiêu, Ngài đã đếm hết rồi. Ngài biết từng chi tiết của đời chúng ta, và Ngài biết cả tương lai của chúng ta. Ngài có kế hoạch cho từng tương lai của đời, dù điều nhỏ nhất Ngài đã có rồi. Vì Ngài đã tạo nên chúng ta và có kế hoạch chúng ta. Ngài tạo nên chúng ta vì một mục đích đã có trước, nhưng mà đa phần chúng ta đều không biết mục đích này và đều sống sai, sống sai mục đích, và khiến những cuộc đời của mình dần trở nên mất ý nghĩa. Đó là điều đáng tiếc nhất và đáng thương nhất. Và cái câu này chịu phán xét là cái vế mở ra, tức là gì? Tức là một người sống và chết đi thì đó là cánh cửa đóng lại, tức là người chết thì là mọi thứ được đóng lại, nhưng sự phán xét thì lại có nghĩa là mở ra. Bởi vì sau sự phán xét phải có một quyết định nào đó sẽ đưa ra. Người ví dụ ta đi một người quan tòa đấy, người ta phán xét thì người ta phán xong, có nghĩa là người này được tự do hoặc người này sẽ vô tù. Thì cái câu kinh thánh này nó mở ra thì tác giả trả lời luôn. Tác giả trả lời là: cũng vậy, đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Thì tác giả trả lời đây là gì? Tác giả trả lời là ai tin Chúa Giê-xu, tức là ai tin vào đấng đã đến thế gian để chết trên thập tự giá, thì sẽ được sự cứu rỗi đời đời, tức là sẽ được tha về tự do. Đây là câu trả lời của tác giả. Thì đấng Christ ở đây thì tất cả đều biết, mỗi chắc anh Đức chưa nắm rõ thì em sẽ giới thiệu anh biết về nó. Thì đấng Christ đó là tên của Chúa Giêsu, là một danh của Chúa Giêsu. Thì muốn giới thiệu cho anh Đức sâu hơn là Chúa đã đến thế gian giáng sinh và làm người. Chúa làm người sống một đời sống công bình, trong sạch, không có tội lỗi. Bởi cơ đó mà Ngài có gọi là Ngài có đủ tư cách, tức là Ngài không có tội để Ngài chết thế cho người khác. Và khi Ngài chết là Ngài chết thay cho cả nhân loại. Bởi vì con người được tạo ra với cái xu hướng và khuynh hướng, với cái bản năng di truyền là phạm tội. Không phạm tội này thì cũng sẽ phạm tội kia. Thế nên là con người ai cũng có tội. Vì có tội nên là không tự cứu mình được. Và vì mình có tội nên mình không cứu người khác được. Cho nên là Chúa Giê-xu phải giáng sinh làm người để Ngài chết thay con người. Bởi vì Ngài là Chúa nên Ngài mới có quyền, Ngài mới không phạm tội thì Ngài mới cứu được con người. Đây là em giới thiệu cho anh Đức biết sâu về như vậy. Trong Kinh Thánh nói một loại cái nữa là cái này cực kỳ quan trọng, là Chúa Giê-xu sau khi chết thay cho con người thì Ngài sống lại và Ngài trở về trời, và sau này Chúa sẽ quay lại để đón loài người một lần nữa, đón những ai sẽ tin Ngài. Chúa sẽ trở lại lần nữa, và đó là lần thứ hai, là đón những người sẽ tin Chúa. Ai tin và đi theo Chúa thì người đấy sẽ được cứu. Đó là lời hứa của Chúa. Nên trong câu này tác giả chỉ chép lại thôi. Tác giả chép lại là đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi nhiều người. Tức là Chúa Giê-xu đã chết một lần, Ngài sống lại, Ngài đã cất đi tội lỗi của con người. Ai tin Ngài thì tội lỗi sẽ được tha. Và Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì không phải để cất tội lỗi đi nữa, mà Ngài hiện ra để ban sự cứu rỗi cho những người chờ đợi Ngài. Đấy, thì ước mong rằng anh Đức hôm nay được nghe qua về Chúa và cũng biết Chúa qua những sự giáng sinh của Ngài, thì anh Đức sẽ hiểu rằng là có một đấng đã chết thế cho anh và đã chết thế cho tất cả mỗi chúng ta ở đây, để Ngài cứu chúng ta. Một ngày kia chúng ta sẽ
trở về với Chúa sau cái chết. Sự phán xét mà Chúa dành cho chúng ta ấy là sự tha tội. Sự phán xét dành cho chúng ta là sự tự do, chúng ta không bị xuống địa ngục. Nhưng mà cái đó là cái gọi là cái cơ bản. Có một cái cao hơn cái này một chút, cái cao hơn cái này một chút là lúc đầu em đã nói rồi, là Chúa biết chúng ta, Chúa biết chúng ta từ cái nhỏ nhất, và Ngài có tương lai chúng ta, và ước mong rằng khi chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ biết được Ngài muốn điều gì cho chúng ta, Ngài muốn dành điều tốt nào cho chúng ta, Ngài có kế hoạch cho cuộc đời chúng ta. Người đời người ta rất thích xem bói, người ta bỏ rất nhiều tiền để xem tiền vận, hậu vận, vì họ tin là xem bói đấy, biết được tương lai thì họ sẽ, ví dụ là gặp điều tốt thì họ sẽ cố gắng để nắm lấy cái cơ hội tốt đấy, hoặc là điều xấu thì họ sẽ cố gắng họ tránh đi. Đấy là cái con người ngoài đời, họ luôn luôn đi tìm cái gọi là cái tương lai, luôn luôn đi cầu bói. Thì người trong Chúa chúng ta không đi cầu bói, nhưng mà người trong Chúa chúng ta đấy tin rằng là Chúa là chủ quyền của mọi, Chúa Ngài là vua của mọi vua, Ngài cầm quyền trên tất cả mọi thần linh khác, nên Ngài thật ra là Ngài biết tất cả những gì chúng ta cần biết, tương lai của chúng ta ra sao Ngài đã biết hết rồi, Ngài nắm nó, Ngài có kế hoạch về nó từ khi chúng ta chưa sinh ra cơ. Thì ước mong là cái ý thứ hai mà muốn nhấn cho anh em ấy, là khi anh em theo Chúa, khi anh em tin vào Chúa, anh em sẽ khai thác được cái thế mạnh này, anh em lợi hơn thế gian rất là nhiều, bởi vì anh em biết Chúa, gần Chúa, và anh em được nhận làm con nuôi của Chúa, và anh em biết rằng cha của chúng ta biết hết tất cả cái gì trong tương lai chúng ta. Đấy là điều tuyệt vời nhất, đó là điều tuyệt vời nhất. Thì đấy là điều ước mong, và thời gian ngắn thì cũng chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi, thì ước mong anh em về sẽ suy ngẫm lên nhiều hơn. Tại vì em thấy là trong kinh thánh nói là tương lai các thứ là Chúa đã nắm rõ rồi, nhưng mà sao mình vẫn phải, có nghĩa là mình có tin Chúa hay không ấy, hay là những người xung quanh mình có tin Chúa hay không, thì là những cái đấy là Chúa nắm rõ rồi, nhưng mà sao mình vẫn phải làm. Ý ví dụ như em này là có nghĩa là Chúa có thể biết được là một người tin Chúa bao lâu rồi bỏ, một người tin Chúa được đến suốt đời hay không, chỉ có Chúa biết thôi. Đúng rồi. Như em vừa nói là đến cả chính mình ấy cũng chưa biết được. Đúng rồi. Nhá, có một cái sóng gió nào đấy đến với em sau này mà em có thể không mạnh mẽ, em không đủ đức tin để em lắm theo, mà em đánh mất Chúa, em gọi là từ bỏ Chúa chẳng hạn, thì có nghĩa là những cái điều đấy em không hề biết, chỉ có đúng Chúa rồi. Người biết, Chúa biết. Thôi. Đúng rồi. Nhưng mà ý là tại sao em bây giờ em vẫn phải cố gắng như này như kia các thứ, rồi em phải cố gắng đi để giúp đỡ những người khác, trong khi ở Chúa đã chọn họ sẵn rồi. Đúng rồi. Đấy thì ý của em là thế, đúng không anh hiểu? Tức là Chúa đã biết là người đấy sẽ tin Chúa đúng không? Nhưng tại sao lại cứ phải bắt mình? Có nghĩa là ví dụ Chúa biết chắc là mình phải làm chứng như họ 3-4 lần. Đúng rồi. Là đến ví dụ một bao nhiêu lần nó họ mới tin đúng không? Đấy. Làm chứng cho hẳn 1-2 năm rồi đi mát, lúc nào giả mát ở đoạn 18. Nhưng mà đến đúng, có nghĩa là mình làm chứng có rất là nhiều người là mình chỉ cần làm chứng 1-2 lần thôi là tin ngay, đúng không? Tin ngay. Nhưng mà có nhiều người họ đi cùng mình, họ làm chứng họ như kiểu đi cùng mình ấy, họ tin gần như cả năm rồi, xong cuối cùng họ bỏ vì một cái lý do rất là vớ vẩn. Có nghĩa là Chúa chọn trước rồi, nhưng mà sao mình vẫn phải làm cái đấy? Thật ra cái này nó rất là rộng. Mác thì anh sẽ nói em thứ nhất này, cái câu này nó phải suy nghĩ phần học, thì ước mong là Chúa sẽ mở tâm linh em thì em sẽ hiểu được. Có người cho thì phải có người nhận, đúng không? Chúa cho chúng ta nhưng chúng ta phải đưa tay ra nhận, chứ không phải Chúa cho chúng ta xong Chúa vứt đấy, xong Chúa đi không biết là chúng ta nhận hay không. Đấy là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc kế hoạch đã được định sẵn, nhưng không có nghĩa là không thay đổi được. Chúa chắc chắn có kế hoạch cho cuộc đời chúng ta, đã có rồi, nhưng Ngài có thể thay đổi nó. Ngài có thể thay đổi nó tốt hơn, hoặc cũng có thể nó thay đổi nó xấu đi. Đó là quyền của Chúa. Em hiểu ý anh không? Vua Saul ấy, có phải là Chúa phán với Samuel là ta chọn người làm vua dân Do Thái không, làm vua dân Israel không?
Nhưng mà đến khi Sau-lơ sống không đẹp lòng Chúa, phản bội lại Chúa, đúng không? Thì Chúa nói là ta hối hận đã chọn Sau-lơ. Chúa cũng hối hận, không phải Ngài làm sai, không phải Ngài làm sai, mà Ngài cho kẻ kia không nhận. Hiểu ý anh nói chưa? Đấy là kế hoạch có thể thay đổi. Đấy là cái, nhưng mà tay tiếc mà thay đổi xấu đi. Thế ngược lại, nếu như Sau-lơ sống tốt đẹp, Sau-lơ sống là người công bình, sống là người làm đẹp lòng Chúa đấy, thì liệu David có được lên ngôi làm vua hay không? Đặt thử câu hỏi xem, đúng không? Nếu như Sau-lơ cứ tiếp tục làm sống đẹp lòng Chúa thì Sau-lơ không mất ngôi vua, đúng không? Không mất ngôi vua thì David làm sao được lên làm vua đâu? Thì liệu nếu như mà Sau-lơ cứ sống đẹp lòng Chúa thì kế hoạch của Chúa dành cho David là gì? Có phải làm vua không? Đúng chưa? Thì đấy là một cái câu này nó rất là tư duy. Thì cũng như vào sáng ngày thế ký ấy, ngày sáng thế ký nhá, Chúa biết là Ngài sẽ tạo nên con người, đúng không? Vậy Chúa có biết là con người sẽ phản bội Ngài không? Đúng không? Và khi con người phản bội Ngài rồi, Ngài có bị mất quyền kiểm soát hay không? Chúa không bao giờ mất quyền kiểm soát. Dù là con người có như thế nào, Chúa không mất quyền kiểm soát. Mặc dù sau này trong Kinh Thánh chép rõ ràng là Đức Chúa Trời nhìn xuống loài người và thấy tội lỗi gia tăng trên khắp mặt đất thì Ngài hối hận vì đã tạo ra loài người. Nhưng Chúa không bị mất quyền kiểm soát.